Vâng, chào tất cả anh em. Thì hôm nay sáng sớm ngày 3 năm Quốc Hùng sẽ test nhanh một cái sản phẩm đó là bao Yamaha BC2002M để gửi cho một anh ở Hải Phòng nha nè. Anh Tiến Anh ở Hải Phòng. Thì anh đã ủng hộ bên em cái con Yamaha BC2002M này. Thì em rất là cảm ơn anh. Rồi hôm nay em sẽ test hoạt động của nó để rồi sau đó sẽ gửi cho anh. Và những chi tiết ruột gan cũng như là về cái ngoại hình của nó thì em cũng có quay clip và hình ảnh gửi qua Zalo cho anh rồi. Thì giờ chỉ có việc test hoạt động lại, test cái sự hoạt động của nó rồi ok, em sẽ đóng hàng và gửi sớm cho anh để anh đến giải trí và chiêm ngưỡng cái chất âm và vẻ đẹp nó. Rồi thì nói dòng này thì không có xa lạ gì với anh em nữa nên là em sẽ không giới thiệu gì nhiều, chủ yếu là test cái hoạt động của nó, test nhanh cái hoạt động của nó thôi nha. Thì về mặt mũi ruột gan thì đợt này em về nhiều thì con nào nó cũng như con đó thôi, rất là đẹp. Cái này thì chỉ vệ sinh qua thôi nha, vệ sinh qua bụi bặm. Còn thì không có, nói chung là không có sơn sửa hay là tút tát gì hết, chỉ việc lau qua bụi bặm sạch sẽ thôi. Rất là ok nha nè. Rồi nó chạy so sánh kênh hết nha. 607 và 116 nha. Rất là ok, 16 con. Rất đẹp. Hàng bãi thì nó sẽ không tránh những cái xước sót như thế này nha anh em. Thì cái những cái này thì anh em thông cảm nha. Anh em nào mà muốn tút lại thì em sẽ tút, còn anh em nào muốn đỡ nghiêng riêng như thế này thì em sẽ đỡ nghiêng riêng. Mà đỡ nghiêng riêng như thế này thì nó sẽ tốt hơn nha nè, tốt hơn anh em sẽ tút lại. Vì cái sơn riêng nó lúc nào nó cũng sẽ tốt hơn. Anh em nào có nhu cầu mà sơn sửa lại thì em sẽ tút lại cho anh em, tạo cái vẻ đẹp về ngoại hình cho nó đẹp hơn khi anh em trưng bày. Còn anh em nào muốn đỡ nghiêng riêng thì em sẽ đỡ nghiêng riêng cho anh em nha. Thì con này thì riêng nghiêng bán hết nha, rất đẹp. Được lô này vừa rất đẹp nên đó, nên là tiêu vệ sinh và gửi cho các bác thôi. Ruột gan nó rất là ok nè. Về thì con nào cũng như con đó, ruột gan rất là đẹp. Từ nguồn đến sexy là những sợi dây điện như thế này đều rất là mới luôn. Ok nha. Rồi thì đi đến mặt sau của cái con BC2002M này thì cái con của anh Tiến Anh là có số series là 1063 nha. Là anh căn cứ vào số series nhà máy rồi em. Thì tại vì hàng đường này nó về nhiều nên là mỗi lần em quay clip lên em sẽ giới thiệu số series máy cho từng bác. Bác nào thì căn cứ vào số series máy của mình để mà nhận hàng nha. Mắm rất là đẹp, rất ok nha nè. Trần cánh là đủ chưa? Hai con điện nó công suất nó là 350W, công suất tiêu thụ điện nha anh em, điện là 100V, rất là ok luôn.
Rồi giờ thì mình em sẽ test hoạt động nó cho anh em xem. Tắt nhạc hết nha. Rồi tắt nguồn luôn nha. Rồi bật nguồn lên này. Nguồn lên nha. Đó, đây là đèn protect. Cái đèn hai đèn này nó nháy nó tắt đi là relay đã bật nha. Rồi, đèn vô lại sáng nha. Đó. Trên A này. Đó, vô là nháy nha. Tắt đi. Trên B này. Đó. Rồi, hai kênh luôn nha Nam. Hàng Yamaha ABC 2020 M2020 thì bên em vẫn còn rất là nhiều nha anh em. Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ em nha. Thì mọi chi tiết mua hàng thì anh em liên hệ với em qua hai số tổ cho mời nha. Giá những sản phẩm, giá một sản phẩm như thế này là 12 triệu bao ship toàn quốc cho anh em nha. Đẹp. Đây kèm theo với anh em đó là một bộ rách 6 ly để anh em kết nối nghe nhạc nó thuận tiện hơn. Rồi đây qua cơn mê sông cạn lại thành dòng ok. Giờ thì em sẽ đóng hàng và gửi nhanh cho bác để bác sử dụng. Rồi giờ thì em xin phép kết thúc dừng clip tại đây và hẹn anh em ở clip sau nha. Chào tạm biệt nha.